Đây là đài truyền hình SBTN. Chúng tôi là Diệu Quyên và Bảo Châu. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay Bảo Châu và Diệu Quyên sẽ được trở lại gửi đến quý vị những tin tức có liên quan trên toàn thế giới, Hoa Kỳ, Á Châu và Việt Nam. Trong phần tin lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin chính như sau. Tin cho biết Hoa Kỳ có thể áp đặt thêm các biện pháp chế tài nếu như Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. Cảnh sát Thái Lan thừa nhận bắn ngư dân Việt Nam. Và hàng rào của Hungary không giải quyết được cuộc khủng hoảng di dân. Không có tin cho hay dịch Salmonella gây chết người có nguồn gốc từ dưa leo, thưa quý vị. Với phần tin mở đầu, mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cho biết Tổng thống Barack Obama chào đón ba anh hùng người Mỹ ngăn chặn kẻ tấn công trên xe lửa tại Pháp. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là Tổng thống Barack Obama tiếp đón ba anh hùng tại phòng bầu dục vào hôm thứ Năm trong chuyến du ngoạn Âu Châu tháng trước, một phần để mừng Skalatos trở về sau khi phục vụ tại Afghanistan. Vệ binh quốc gia Alex Skalatos, 22 tuổi, phi công Spencer Stone, 23 tuổi và Anthony Sadler, 22 tuổi, đã khống chế một người đàn ông mang dao cắt hộp và một khẩu súng AK-47. Tổng thống nói rằng, tinh thần đồng đội, lòng dũng cảm và hành động nhanh chóng của ba người đã ngăn chặn được một thảm họa thật sự. Theo như ông Obama, thì ba người đại diện cho những gì tốt nhất của Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp François Hollande đã trao bắt đầu bội tinh, huy chương danh dự cao quý nhất cho ba người. Ông Obama cho biết là ông đã thảo luận về hành động dũng cảm của họ với Tổng thống Pháp. Sau đó, trong ngày thì ba người có mặt tại ngũ sắc đài để tham dự lễ trao thưởng. Thưa quý vị, Spencer Stone được trao huy chương phi công và huân chương Purple Heart, còn Alex Skalatos sẽ được trao huân chương chiến sĩ và Anthony Sadler được nhận huân chương dũng cảm của Bộ Quốc phòng. Dân biểu Nancy Pelosi chỉ trích đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, đảng lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi tuyên bố đảng Cộng hòa định ngăn chặn liên bang tài trợ cho Planned Parenthood bởi vì họ không tôn trọng phụ nữ và không tin vào kế hoạch hóa gia đình. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự trù biểu quyết hai dự luật chống phá thai vào thứ Sáu. Mọi dự luật là cấm tài trợ liên bang một năm cho Planned Parenthood, trong khi Quốc hội điều tra các cáo buộc của nhóm này cho thu lợi từ việc bán nội tạng thai nhi cho các nhà nghiên cứu. Còn dự luật thứ hai thì thêm hình phạt hình sự vào các đạo luật yêu cầu các bác sĩ phá thai phải thực hiện các biện pháp cứu sinh cho trẻ sơ sinh sống sót sau thủ tục phá thai. Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đang thúc đẩy cắt 500 triệu Mỹ Kim trong ngân sách liên bang cho Planned Parenthood sau khi mà các nhà hoạt động chống phá thai công bố đoạn video cho thấy các giám đốc tổ chức trao đổi về giá cả nội tạng thai nhi. Planned Parenthood khẳng định đoạn phim đã bị chỉnh sửa để tạo cảm tưởng sai lầm. Tài trợ liên bang cho Planned Parenthood đáng lẽ ra không hỗ trợ dịch vụ phá thai cũng trở thành điểm tranh cãi trong việc thông qua dự luật chi tiêu cần thiết để chính phủ khỏi bị đóng cửa sau thời hạn 30 tháng 9. Hoa Kỳ có thể áp đặt thêm các biện pháp chế tài nếu như Bắc Hàn phóng hỏa tiễn, tin từ Washington DC. Một vị chức quốc phòng cao cấp tuyên bố Hoa Kỳ có thể áp đặt thêm các biện pháp chế tài nếu như Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. Ngoài ra, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho biết là ông ủng hộ việc lắp đặt hệ thống chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng David Shear và Đô đốc Harry Harris đưa ra tuyên bố trên tại một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện sau khi Bắc Hàn trong tuần này thông báo họ sẵn sàng phóng vệ tinh mới, cho thấy Bình Nhưỡng có thể phóng phi đạn tầm xa được nâng cấp. Ông Shear cũng cho biết là phương pháp tiếp cận Bắc Hàn của Hoa Kỳ là một kết hợp giữa ngoại giao và áp lực. Còn ông Harris thì cho biết là ông coi Bắc Hàn là mối đe dọa lớn nhất mà ông phải đối mặt trong vai trò chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Ông cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường phòng thủ phi đạn của Nam Hàn. Cả Trung Quốc và Nga đều lên tiếng chống lại việc đặt hệ thống TAT
tại Nam Hàn. Trung Quốc và Nga là hai trong số năm cường quốc thế giới tham gia vào cuộc đàm phán với Bắc Hàn để thuyết phục nước này từ bỏ vũ khí nguyên tử. Washington và Hán Thành từng nói là họ chưa chính thức thảo luận về vấn đề trên. Tòa Bạch Ốc không nói chi tiết biện pháp chống Trung Cộng về gián điệp mạng. Kính thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc sẽ không cung cấp chi tiết về ý kiến của Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị hành động chống Trung Cộng vì hoạt động gián điệp công nghiệp và đánh cắp bí mật thương mại qua Internet. Phát ngôn viên Josh Earnest cho biết, Tổng thống Obama cố tình không cụ thể các ý kiến, nhưng nói thêm biện pháp trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ sử dụng chống hoạt động gián điệp mạng có một tác dụng răn đe. Trong khi nói chuyện tại hội nghị bàn tròn kinh doanh, Tổng thống Obama cho hay chính phủ ông đang chuẩn bị các biện pháp sẽ gây căng thẳng đáng kể cho quan hệ song phương, nhưng ông hy vọng những biện pháp này sẽ không được sử dụng. Tổng thống Obama sẽ gây áp lực với Chủ tịch Tập Cận Bình về một số vấn đề làm căng thẳng quan hệ giữa hai nước, nhưng ông sẽ hết sức kiềm chế vì dù tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn, hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới vẫn phải buộc chặt vào nhau. Ông Obama đang bị áp lực là phải gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình một thông điệp mạnh mẽ về gián điệp mạng, về chính sách kinh tế của Trung Cộng và về tranh chấp Biển Đông. Nhưng ông không muốn làm chậm một hội nghị thượng đỉnh nơi ông có thể thiết lập giọng nói uy nghiêm trong 16 tháng cuối làm Tổng thống. Các nhà chỉ trích nói rằng chiến lược luân phiên thúc giục và dỗ dành Trung Cộng của ông Obama không có kết quả nhiều, nhưng tạo ra thách thức lớn cho Bắc Kinh. Trong tranh luận thì ông Jeb Bush yêu cầu ông Donald Trump xin lỗi vợ mình. Thưa quý vị, tin cho biết là trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tối ngày thứ Tư, ông Jeb Bush đã yêu cầu Donald Trump xin lỗi vợ của ông, bà Columba Bush, vì kéo bà vào cuộc thảo luận nhập cư. Tuy nhiên thì ông Trump từ chối. Trước đó thì Donald Trump cáo buộc lập trường của ông Bush về cải tổ di trú là yếu bởi vì vợ ông chào đời ở Mexico. Khi được hỏi về nhận xét trên thì ông Bush nói lôi kéo vợ ông vào cuộc tranh luận chính trị là hoàn toàn không phù hợp. Ông hy vọng nhận được lời xin lỗi từ phía Donald Trump. Đáp lại thì Donald Trump nói rằng ông sẽ không xin lỗi bởi vì ông không làm gì sai. Donald Trump cũng lặp lại lời chỉ trích ông Bush nói tiếng Tây Ban Nha trong khi vận động tranh cử. Trên diễn đàn tranh luận thì Donald Trump nói Hoa Kỳ là một quốc gia nói Anh ngữ chứ không phải là nói tiếng Tây Ban Nha. Đáp lại thì ông Bush cho biết là nếu một học sinh hỏi ông bằng tiếng Tây Ban Nha, ông sẽ tỏ thái độ tôn trọng và trả lời câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, mặc dù các em nói được Anh ngữ và tôn trọng các giá trị Hoa Kỳ. GM trả 900 triệu Mỹ Kim để chấm dứt một điều tra hình sự, tin Michigan. General Motors sẽ trả 900 triệu Mỹ Kim để chấm dứt cuộc điều tra hình sự có liên quan tới bộ phận đánh lửa bị lỗi. Ngoài ra, thì hãng này cũng thừa nhận là lừa dối chính phủ và công chúng về an toàn của các loại xe hơi do hãng này sản xuất. Thỏa thuận được công bố vào hôm thứ Năm chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 2 năm, làm hoen ố danh tiếng của hãng GM và thay đổi mối quan hệ của nhà sản xuất xe hơi tại Detroit với chính phủ liên bang, từng giải cứu hãng trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây. Hãng GM cũng đồng ý một phần thỏa thuận trong vụ kiện cá nhân trên toàn cầu với các tài xế, hành khách và gia đình liên quan tới bộ phận đánh lửa bị lỗi, cũng như là một thỏa thuận về vụ kiện của cổ đông. Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất tại Hoa Kỳ sẽ công bố chi phí 575 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ ba cho những thỏa thuận cá nhân nói trên. Trong vụ án hình sự thì GM thừa nhận không thông báo khiếm khuyết an toàn với bộ phận đánh lửa, làm cho airbag bung ra trong một số xe. Thưa quý vị, hãng này cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về an toàn của xe bị ảnh hưởng. Hãng GM đã đạt thỏa thuận hoãn truy tố 3 năm yêu cầu giám sát độc lập về an toàn xe hơi của hãng, bao gồm khả năng phát hiện khiếm khuyết và giải quyết thu hồi xe. Các cáo buộc hình sự sẽ được bãi bỏ nếu như GM tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo như thỏa thuận. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc giữ lại các giáo dân gốc Latino. Thưa quý vị, tin cho biết là khi Đức Giáo Hoàng chuẩn bị tới thăm Hoa Kỳ, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vị Giáo Hoàng người Latin đầu tiên không thể ngăn chặn được làn sóng các tín đồ gốc Latin từ bỏ Công giáo và chuyển sang Thái Phúc Âm hoặc là chủ nghĩa thế tục. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, D.C., gần 1/4 người Latino tại Hoa Kỳ tự nhận là cựu Công giáo. Giáo hội từng là pháo đài tôn giáo vô địch trong cộng đồng người Mỹ gốc Latin đang gặp khó khăn để níu chân các giáo dân. Số người gia nhập giáo hội Công giáo giảm bất chấp sự ưu thích Đức Giáo Hoàng Francis. Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy 59% người Mỹ yêu thích Đức Giáo Hoàng Francis.
Đức Giáo Hoàng đã thay đổi trọng tâm bài phát biểu công khai của mình từ tập trung ít hơn vào sự chống đối giáo hội sang phá thai và hôn nhân đồng tính, dành nhiều thời gian hơn để thảo luận về sự bất bình đẳng xã hội và nghèo đói, trong khi nhiều người công giáo gốc Latino cho biết là họ từ bỏ giáo hội bởi vì những vụ bê bối tình dục và tài chính làm hoen ố Vatican trong những năm gần đây. Nhiều người đơn giản chỉ muốn tìm kiếm chủ nghĩa thế tục hoặc là những tín ngưỡng khác mà họ cho rằng có liên hệ nhiều hơn với cuộc sống của họ. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị nguồn tin từ Việt Nam cũng như là một số các phóng sự đến từ Việt Nam và Boston. Mời quý vị theo dõi.